Việt Thảo xin chào các bạn đến với chuyện bên lề lần thứ 406. Trước hết cho Việt Thảo xin lỗi đến với uh, quý thầy, quý Phật tử và anh chị em ở tại Na Uy vì cái uh, video clips uh, kỳ rồi ở tại Na Uy đó uh, thu hình các chùa cũng như sinh hoạt của người Việt về bên Mỹ thì nó nhiều quá, cho nên không có thời gian để cắt ráp. Uh, Việt Thảo sẽ cố gắng sắp xếp và cắt ráp để có thể post lên uh, cho mọi người cùng xem nhé yeah. cho việc thảo xin lỗi đi qua bên na uy cứ thu hình thu hình thu hình tới hoài mà không có dành thời gian để cắt ráp cho nên về bên này thì lại bận bao nhiêu chuyện nữa nó dồn dập như vậy thành thật xin lỗi à, hiện giờ thì việt thảo đang có mặt ở trong thiền viện minh đăng quang ở tại lawrenceville georgia để tham dự 3 ngày đại lễ vu lan mùa báo hiếu đó là ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật nhằm ngày mười bốn mười mười sáu tháng tám năm hai nghìn mười lăm các bạn nhớ theo dõi những chi tiết trên poster ở trên YouTube, trên Facebook để chúng ta biết và cùng nhau về tham dự nhé trong 3 ngày liên tục. Sau đó thì Việt Thảo cũng có mặt ở tại tỉnh xá Ngọc Sơn ở Portland, Oregon liên tục trong một tháng từ ngày 23 tháng 8 cho tới 13 tháng 9 à, trong đại lễ kính mừng Phật Ngọc Hòa Bình cho Thế Giới được cung tỉnh về với à, tỉnh xá Ngọc Sơn ở Portland, Oregon. À, các bạn cũng nhớ theo dõi chi tiết trên poster để chúng ta cùng tham dự trong suốt một tháng này. Ok, chuyện minh lại lần thứ 406 xin bắt đầu bằng một cái câu chuyện được sưu tầm do em uh, Cathy đã gửi về cho Việt Thảo. Uh, em ở địa chỉ là Cathy.lu.gmail.com Câu chuyện uh, uh, như thế nào mà em đã chọn lập và gửi về, mời các bạn cùng nghe. Hello chú Việt Thảo, con xin gửi chú câu chuyện dưới đây để chia sẻ với các bạn uh, trong chuyện minh lại. Chào chú và chúc chú luôn bình an câu chuyện nói về hai người thanh niên nghèo đó là Trần Tứ và à, Lý Sáu một người họ Trần người họ Lý người có như thứ tư người thứ sáu có tên là Trần Tứ và Lý Sáu gánh nước ở trong làng câu chuyện này nó có ngụ ý gì và cho chúng ta một bài học nào trong đời sống mời các bạn cùng theo dõi nha chắc là phải hay cho nên mới được chọn sưu tầm để gửi về cho Việt Thảo chia sẻ trong chuyện bình này. Có hai thanh niên nghèo khổ là Trần Tứ và Lý Sáu được người trong thôn thuê mang nước ở bờ sông gánh vào trong cái bồn nước lớn ở quảng trường thôn. Giá trả cho họ là một tiền, một thùng. Một tiền có như là một đồng đấy. Một ngày là họ phải gánh ít nhất là một trăm thùng thì kiếm được một đồng. Đây đã là mức thu nhập của một người giàu ở trong thôn. Trần Tứ tin đây là công việc tốt nhất trên thế giới. Vừa thu nhập cao lại được sống thoải mái. Thế là anh ta chăm chỉ làm việc hai ngày nghỉ cuối tuần thư giãn thông thả. Cứ thế qua hai năm sau, anh ta đã có được căn nhà nhỏ và mấy con bò sữa. Nhưng mà Lý Sáu thì khác. Dù lúc trước khi nhận công việc này, anh ta cũng rất vui, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, không biết tuổi già phải làm thế nào. Thế rồi Lý Sáu nghĩ ra cách làm một đường ống dẫn nước vào thôn. Như thế, không những mình không phải gánh nước nữa, mà được hưởng thụ bất tận nghĩ là làm. Lý Sáu quyết định đào đường dẫn nước, anh khổ công làm việc, ban ngày gánh nước, tối tranh thủ thời gian đào đường dẫn nước. Thứ bảy chủ nhật đều không nghỉ mà tiếp tục làm việc. Vì tiền anh kiếm được và thời gian rảnh rỗi đều dành cho đào đường dẫn nước nên sau 5 năm anh vẫn nghèo như xưa. Trần Tứ liền nói với Lý Sáu bằng giọng mỉa mai. Việc tốt không làm, lại tự làm khổ mình. Lý Sáu cười nói, tôi không muốn gánh nước cả đời. Thế rồi sau một thời gian dài gánh nước, cơ thể Trần Tứ và Lý Sáu đã không còn được như trước nữa. Sau 10 năm, đường dẫn nước của Lý Sáu đã đào xong. Nước ở sông theo đường dẫn chảy ùng ùng vào trong kênh, nước mới được cung ứng liên tục. Người trong thôn reo hò, những thôn xung quanh cũng chuyển đến thôn này làm cái thôn không ngừng phát triển. Còn Lý Sáu lúc này cũng không cần phải gánh nước nữa. Cho dù anh ta có làm việc hay không, thì nước vẫn không ngừng chảy vào. Khi ăn, nước vẫn chảy. Khi ngủ, nước vẫn chảy. Cuối tuần Lý Sáu đi chơi, nước vẫn chảy. Nước chảy càng nhiều, thì tiền Lý Sáu kiếm được càng nhiều. Còn đường dẫn nước, thì lại khiến Trần Tứ bị mất không việc. Các bạn quý mến, bạn đã bao giờ nghĩ sẽ đào cho mình một đường dẫn nước chưa? thiệt là một cái câu chuyện ngụ ngôn hay ha cho mình suy nghĩ đây là câu chuyện nói về trong đời sống bạn đã đào cho mình một con đường dẫn nước chưa hay là chỉ đi gánh nước mỗi ngày như là trần tứ nói tới đây việt thảo nhớ tới à, suy nghĩ lại cái bản thân của mình có lẽ việt thảo là một trần tứ từ trước đến nay chỉ biết đi gánh nước mỗi ngày chứ không có đào cho mình con đường dẫn nước cho nên tới giờ phút này trắng tay vẫn hoàng tay trắng không có một cái cơ ngợi sự nghiệp nào cả, chỉ đi làm MC vậy thôi. Nói về nói về uh, tôn giáo cái này tôi suy nghĩ nha. Nếu mà à uh, quý thầy khi mà đi tu rồi chỉ có cái con đường tu tập một mình đi tu vậy, đi tu cho mình, rồi mỗi ngày cứ tụng kinh niệm Phật thì cuối cùng cuộc đời thì cũng vậy thôi. Đương nhiên vậy thôi ở đây tôi cũng nói là muốn nói là à, cũng một thầy rồi cũng tụng kinh niệm Phật. Nhưng nếu mà quý thầy như Lý Sáu biết đào một cái con đường dẫn nước, biết có thể nói là đi truyền bá Phật pháp hay là xây dựng cái ngôi chùa để cho Phật tử đến tu tập. À thì trong tương lai không phải chỉ có mình tu mà được bao nhiêu người đi tu theo. Đó cũng là điều tốt. Tôi tôi nghĩ đơn giản như vậy thôi, không biết các bạn nghĩ sao nha. Ok, đó là câu chuyện Trần Tứ và Lý Sáu. Ừ, có lẽ tôi chọn con đường là à, con đường dẫn nước. Chọn cái tựa đề đó là con đường dẫn nước. Ok, chuyện minh lệ lần thứ 406 sẽ được tiếp tục bằng phần thư tín và tâm tình với các bạn. I want your new video. Oh wow, xin chào chú Việt Thảo, lâu rồi không thấy chú post a new video. Cháu rất thích video về ăn uống của chú. Uh, và cháu mong được xem ở new video của chú gần đây Chúc chú khỏe mạnh cũng như gia đình của chú Christophe in France Wow uh, Christophe ở France Wow 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 Mà viết, viết tiếng Mỹ luôn nha Giỏi quá Ok cháu uh, Nếu mà uh, sẵn đây cũng trả lời cho tất cả các bạn đang theo dõi chuyện Minh Lê Đương nhiên các bạn vô chuyện bên lề coi thì biết rồi Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người Hên xui à Coi tức là kiếm đại chuyện Minh lề bấm vô nên vô trong cái playlist của Việt Thảo trong YouTube nha thì mình có thứ tự từ 1 tới 400 lẻ mấy tới chuyện hiện tại bây giờ riêng về cái chuyện bên lề mà cháu nói là về ăn uống rồi đó thì cũng có nha khi có dịp chú được post lên có thể cháu không có theo dõi hết đó. mới đây nhất là có những chuyện như của ở uh, Little Sài Gòn Coffee Factory và uh, sẽ có mới nữa là ở Na Việt Thảo sẽ sẽ post lên cho mọi người cùng xem nhé cảm ơn cảm ơn Christoph ở Pháp. Ok, chuyện minh lề lần thứ 406 sẽ được tiếp tục trong phần tâm tình của Tệ Thắng. Ngoài lời chúc sức khỏe, con thân chúc chú vượt qua mọi chướng duyên trong công việc. Hay, lâu quá mình nghe chữ chướng, chướng duyên. Con cũng chia sẻ mẫu chuyện ý nghĩa, chia sẻ cùng chú và cùng mọi người giữa đời bề bộn. Chắc công việc chú ngoài lời ủng hộ hay tràn pháo tay Lắm lúc cũng nhiều điều trái ý Hay chống đối Trong công việc mình Đâu là việc thiện lành Tri ân chú Việt Thảo bác sĩ trị tâm bệnh <laughs> Không có nghe đừng có kêu người ta chửi chú nữa Chính cái này người ta chửi chú nè Cứ người này khen người kia khen là bị chửi đó Đương nhiên một cái chuyện mình lời của Việt Thảo đưa ra Đâu phải ai cũng đồng ý đâu Được phân nửa người thích là đã mừng rồi Mà phần nửa người chống là cũng đã vui Người ta chống là tại vì người ta nói rõ người ta không thích không thích cái cách nói của Việt Thảo thẳng quá như vậy thì nói sao bây giờ không lẽ mình phải nói chiều theo lòng mọi người để mọi người vui thì mới vui sao mình nói sự thật mà mình nói cái suy nghĩ của mình mà trong này thì cháu có tệ thắng có cho mấy cái câu thơ người ta nghĩ tôi lòng đầy giả dối Tôi mỉm cười lặng lẽ bỏ ngoài tai Việc tôi làm tôi biết đúng hay sai Bởi sự thật không thể nhìn bằng mắt không thể nhìn bằng mắt bởi sự thật không thể nhìn bằng mắt. Tôi tính đọc thêm một câu, bởi sự thật không thể nhìn bằng ánh mắt <laughs> có chữ ánh trong đó. À cảm ơn chú về câu Khổng Tử khi hành đạo Chu Du. À về câu chuyện Khổng Tử khi hành đạo Chu Du là câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử hình như câu chuyện 404 thì phải. Trong này thì cháu có gửi qua những cái dạng MP4 thì xin lỗi à, thứ nhất chưa có thời giờ cái thứ hai cái đó cũng không thể để cho mọi người coi được mình phải đọc lên nha nếu mà viết ra thì mới đọc được xin kính cảm ơn tề thắng và cảm ơn mấy câu thơ rất hay người ta nghĩ tôi người ta nghĩ tôi lòng đầy giả dối tôi mỉm cười lặng lẽ bỏ ngoài tai việc tôi làm tôi biết đúng hay sai bởi sự thật không thể nhìn bằng mắt thiệt là hay cảm ơn không biết thơ của ai đây rồi chỉ mới lời lần thứ 406 xin được tiếp tục của vĩ lương gửi cho mc việt thảo chào bác thảo con có một chuyện muốn hỏi bác như sau bạn gái của con vì phải có tiền trả nợ cho gia đình phải làm nghề gái con rất yêu cô ta con đã nói sẽ không nói gì về quá khứ của cô ta hết nhưng cô ta vẫn nhất quyết không muốn tiếp tục nữa con thì cũng không có nhiều tiền tiền học vấn vẫn phải do gia đình giúp xin bác cho bác thảo cho con lời khuyên cái thứ nhất là tiếc rằng con đã biết cô ta làm nghề gái. Và nếu đã biết thì cũng không nên cho biết rằng mình biết nó hay hơn. Nhưng bây giờ đã biết rồi, có phải không nào? Cái thứ hai là bạn gái của con gì phải có tiền trả nợ cho nên phải đi làm nghề gái. Và đối với cô ta hiện giờ giống như là đã làm nghề gái rồi thì không thể quay đầu trở lại được với lại cái nghề này cũng giúp cho cô ta có tiền để trả nợ phải chi con phải chi con có tiền nhiều thì giúp cho cô ta trả nợ thì có thể cô ta không đi làm cái nghề này hay cô ta có thể ngừng lại bây giờ sự việc đã xảy ra rồi thì được sao thứ nhất con không có tiền con tiền học con còn vẫn phải nhờ gia đình giúp mà đúng không cho nên có thể chính cô ta biết rằng con không có thể nào giúp cổ được trong vấn đề trả nợ, cho nên cổ tiếp tục đi làm nghề gái. Và điều thứ hai là hiện giờ nếu mà cổ không làm nghề gái cũng không có làm cái gì để ra tiền nhiều được. Cho nên có thể cổ tiếp tục không biết thời gian kéo dài mãi mãi hay là đúng giai đoạn sảng ngực sau khi cổ trả nợ xong mình không biết. Thôi thì bây giờ như gì? Theo 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 bác thấy hầu như 90% cái cuộc tình nữa không thành tại vì cho dù cổ có thương con thì cổ cũng tự trọng cổ biết rằng cổ đi làm cái nghề này nó không có tốt dù là cái mục đích là là chánh đáng yeah. mục đích là để trả nợ mà chứ không trả nợ lấy tiền đâu mà ra phải đi làm yeah. mà làm việc công ty việc bình thường thì không đủ tiền phải đi làm cái ngành này cho nên cổ sẽ tự trọng và cổ không có muốn dù rằng thương con cổ cũng không muốn tiếp tục đâu thôi thì bây giờ cái chuyện gì để từ từ nếu con đi học thì con vẫn đi học nếu con làm có tiền thì làm giúp cổ được thì giúp nhưng mà giúp để rồi cổ bỏ cái nghề này để cổ sống với con chưa chắc nha trừ trường hợp hai người cái đầu óc phải rất là tiến bộ không có đặt nặng vấn đề cái ngành nghề của mình xấu hay là tốt gì cả để rồi cái chuyện quá khứ bỏ qua một bên để cùng nhau xây dựng tương lai nếu hai con làm được chuyện đó thì tốt con làm sao cho cổ thấy được cái ý tưởng đó chuyện quá khứ cùng nhau giải quyết dù là xấu xa nhưng đó là cái chuyện đã qua nhé. hướng về tương lai để xây dựng một hạnh phúc tốt đẹp nếu hai người chuẩn bị được cái tư tưởng đó thì mọi chuyện cái gì mà không giải quyết được có phải không nào cảm ơn chứng minh lại lần thứ 406 xin được tiếp tục của vinh khôi ở việt nam đưa chú thảo cháu tên khôi năm nay 24 tuổi luôn cảm thấy trong người nhức mỏi và cảm giác như muốn đập hết tất cả các khớp xương các khớp lúc nào cũng kêu rắc rắc, mỏi mệt rất khó chịu. Mỗi lần ngủ trưa dậy là tay chân tê cứng hết. Cháu đi khám bác sĩ nói bị đau nhức toàn thân, nhưng uh, trị thời gian cũng không hết, nó cứ bị đau hoài. Đi coi thầy thì nói có vong nữ đang theo nên giải, thầy giải nhưng cũng vẫn vậy. Giờ cháu không biết sao, nhức mỏi lắm chú Thảo ơi. Chú Việt Thảo có cách nào hay phương pháp gì để trị được không ạ? À? Cháu xin cảm ơn. Điều thứ nhất là chú không có phải là một ông thầy thuốc điều thứ hai là vấn đề đau nhức của cháu toàn thân chú không có biết rõ là cái đó là một cái căn bệnh hay cái cơ thể của cháu như thế nào đối với chuyện mà muốn góp ý cái điều này đó phải biết rõ nghe cái điều quan trọng nhất là cháu phải đi bác sĩ về xương về chuyên môn để biết rõ coi cái cơ thể mình xương nó có bị rỗng hay xương nó có thể bị một cái cái bệnh gì đó hay lý do nào mà toàn thân thể các khớp xương đều đau nhức, có thể là dùng cái chứng bệnh. Bây giờ chú nói về vấn đề bình thường nếu mà cháu không có bệnh còn trẻ mà thấy đau nhức cả các khớp xương thì à, cái chuyện này hiếm xảy ra lắm, tại còn trẻ quá. À, nhưng mà nếu có thì có thể có một cái nguyên nhân nào đó chú không biết nha. Theo chú bình thường thì nó có những cái cách để mình có thể tạm giải quyết. Thứ nhất là phải vận động tập thể dục thể thao vì giờ trong này cháu không có nói là cháu có tập thể dục thể thao hay không nhưng có mỗi lần ngủ trưa nữa cho nghe ngủ trưa đã quá bên mỹ này khó chuyện ngủ trưa nha rồi nên chạy bộ nên tập thể dục thể thao coi xương cốt như thế nào thử cái giai đoạn đó trước nếu thể thao thể dục đàng hoàng đều đặn bơi lội cũng được dành thời gian đi để coi coi cơ thể mình nó có biến chuyển không nếu mà nó bớt nhất thì có thể là do mình thiếu vận động nhé rồi chỉ có vậy thôi rồi có gì cho chú thảo biết thêm Cảm ơn con. Chuyện Minh lề lần thứ 406 xin được tiếp tục. Chào chú Thảo à, của Trung Trần. Những lúc buồn vui con thường mở chuyện bên lề để coi. Đối với con, chuyện bên lề như một món ăn tinh thần đầy bổ dưỡng, dạy con cách sống thật tốt. Những tâm sự của chú thật hay và bổ ích cho cuộc sống của con. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con mong chú sẽ cộng tác cho một trung tâm nào đó ở hải ngoại, để con có thể thấy chú trò chuyện với các ca sĩ cũng như danh hài con có một câu hỏi xin hỏi chú là chú có ăn thịt cày không ạ à? và chú nghĩ gì về những người thường ăn thịt cày và những người không ăn thịt cày cảm ơn chú và chúc chú gia đình bình an và hạnh phúc thân thứ nhất cái con cày con cày theo chú biết thì người ta giải thích có một cái loại con vật sống ở trong rừng tên là con cày còn con cày cũng là tên gọi của con chó nhé ở đây mình nói vấn đề ăn thịt cày để là ăn thịt chó Chú nghĩ gì về những người thường ăn thịt cầy và những người không ăn thịt cầy? Rồi hỏi là chú có ăn thịt cầy không ạ? À? Ngày xưa chú có ăn thịt cầy, tức là thịt chó, nhưng bây giờ thì không. Cái ăn đó là gì? Cái ăn đó là nó theo cái cái môi trường sống của mình, trong một cái xã hội mà gia đình, Chòm xóm người ta ăn rồi mình lớn lên mình cũng ăn theo. Đó là một. Cái điều thứ hai, ăn là do cái nhu cầu cái đời sống của mình. thí dụ trong thời buổi mà thịt thà không có, rồi người ta làm được thịt chó, người ta cho miếng thịt ăn, hay là mình ăn chung với người ta, mình cũng ăn. nha? đó là ăn để sinh tồn, ăn để sống. ăn giống như thịt chó lúc đó mình quan niệm nó giống như là thịt heo, thịt bò hay thịt bất cứ loại động vật nào để mình ăn cho sự sống. đến sau này thì khi mà mình có ý thức và mình hiểu được, chó là một động vật được nuôi ở trong gia đình à, rất là rất là khôn ngoan. Đại khái sau này mình biết thêm chuyện đó. Với lại cái đời sống của mình bây giờ nó không cần thiết phải ăn thịt chó, tại vì thịt thà nó dư mà ăn không hết mình còn nhịn không ăn thịt thì đâu có cần thiết gì phải ăn thịt chó. Nó không phải là một sự thèm thuồng. Thí dụ bây giờ người ta ăn cá salmon đi, thèm cá salmon kiếm cá salmon, người ta thèm cua thèm tôm, nhưng mà nói chuyện thèm thịt chó thì chắc không có thèm. Tại vì ăn thì nó cũng là giống như loại thịt bình thường thôi cũng làm món này món kia. Nhưng mà cái không ăn bây giờ là sự hiểu biết của mình về vấn đề ăn thịt chó có nên hay không ăn, nhất là tại xứ người. Riêng ở tại Việt Nam thì đó là giải thích chung cho ở trường hợp ở những nước khác trong đó có Việt Nam. Thì ngay bây giờ ở Việt Nam cũng có nhiều người ăn thịt chó là do cái thói quen của làng xóm người ta làm thì mình ăn từ nhỏ tới lớn ăn, bây giờ ăn. Có nơi người ta cái nhu cầu cần thiết phải ăn. Có những người nhậu nhẹt ăn thịt chó vì cái cái khoái khẩu của họ mà họ vẫn tiếp tục đi ăn. Có những người trong sống trong cái môi trường làng xã, thôn xóm cái truyền thống ăn thịt chó rồi họ lớn lên cũng vẫn trong cái môi trường đó, có đôi khi cái nhu cầu ăn nhậu thích cũng có nhưng do cái ý thức và hiểu được cái văn minh của xã hội loài người ngày hôm nay rồi họ cũng tự bỏ họ ăn không ăn thịt chó. Yeah. chú nói chung hết trong tất cả trường hợp để cháu không có một cái suy nghĩ riêng của mình xin cảm ơn còn những người thường ăn thịt cày và những người không ăn thịt cày thì đó là cái 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 suy nghĩ của chú về những người đó nha yeah. có người tùy theo cái hoàn cảnh còn có người ngang yeah, bây giờ nếu họ có dư thừa thịt thà đi ăn rồi họ cái đời sống họ khá giả à, họ dư thừa họ không 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 nên ăn thịt nữa à, ăn bớt đi à, rồi họ hiểu biết được là con chó là một giống vật không ngoan nuôi trong nhà như là người bản thân vậy mà họ vẫn tiếp tục ăn vì cái sự khoái khẩu nhậu nhạt thì cái đó quyền của họ mình không cấm cản được tại vì còn bán thì người ta còn mua còn có còn nếu mà họ không mua bán cái chỗ cấm hết họ lén lút như là bây giờ chú thảo nói đã đang mỹ nha người ta không có chấp nhận cái chuyện ăn thịt chó mà lén lút đi kiếm con chó để làm thịt ăn thì họ có thể bị bắt và bị phạt cái đó là vi phạm luật đó là tội cái đó thì quá đáng rồi người ta đã cấm rồi mà mình cố tình chẳng hạn có nhiều người uh, hút thuốc chẳng hạn đó là quyền tự do của mình nhưng người ta cấm ở trong nhà hàng không được hút thuốc rồi ý mình là quen với chủ nhà hàng hay là tối người ta đi về hết rồi ngồi nhậu nghẹt mà tự nhiên hút thuốc ở trong nhà hàng cho mình có cái quyền đó rồi nói rằng hiện giờ không có khách cái đó sai nha Tại vì không mặc dù không có khách nhưng mà mình hút thuốc, cái hơi thuốc, cái khói thuốc đó nó quyện vào trong nhà hàng. Rồi ngày mai khi mở cửa người khách vào ngửi nó vẫn bị độc hại và ảnh hưởng như thường. Cho nên không biết nó khác. Biết mà vẫn làm, đó là cái tội lớn hơn. Cho nên hút thuốc cũng vậy, ăn thịt chó cũng vậy. Cái nơi nào không cấm chung có ý kiến, còn nơi nào cấm thì không nên vì cái khoái khẩu của mình hay là cái cái thích thú sở thích của mình mà đi tìm giết con chó đang thịt thì cái đó không nên không đúng Xin cảm ơn. Chuyển biên lề lần thứ 406 xin được tiếp tục của Nguyễn Phúc Duyên gửi cho nhiều người uh, có chuyển qua MC Việt Thảo. Trong này có uh, những cái uh, message, những cái thơ gửi đi từ uh, từ khu thích chân tuệ, từ Thanh Nguyễn rồi uh, nhiều lắm từ dân phòng Phật học Tinh Quang Canada về chuyện tu hành. Uh, trong này À, không có à, câu hỏi trong chuyện bên lại nhưng mà email phải cho Việt Thảo thì Việt Thảo cũng đọc qua và trong này thấy có một cái câu chuyện một cái bức thơ thì đúng hơn gửi nhau trong này để con kính cảm ơn thầy chắc gửi cho thầy để kính à, Việt Thảo có đọc qua đọc đi đọc lại và Việt Thảo có cái suy nghĩ như thế này trước khi nói cái suy nghĩ của mình thì Việt Thảo xin đọc qua để các bạn cùng nghe con cũng tìm hiểu về kinh Phật thì con thấy thầy nói là đúng. Nhưng chung quanh con hầu như ai cũng muốn chửi con. Thậm chí có Phật tử khoe gia đình tôi đi chùa mấy đời, nhưng khi ngồi ăn chung tại bữa tiệc tất niên ở nhà bà con của con, người chủ bổ ra một đĩa cam, chủ mời ăn tráng miệng, cam kali ngon và tươi mời bác Sơn. Con vừa cầm một miếng cam đang đưa lên miệng thì bà bạn mở ngoặt Phật tử, chạy lại giật ra và nói. Đừng có ăn cam đầu năm, bà đi chùa mà sao không hiểu còn ăn cam. Cả quê tôi ở miệt miền Tây không cúng cam hay ăn cam, vì cam là cam chịu, có nghĩa là khổ lắm, xui lắm. Con hơi giận hỏi lại bà ấy, đạo Phật dạy vậy hả? Chùa nào dạy vậy? Thế nhân quả là gì? Bà có nghe giảng không? Con của con nó dội can, mẹ đừng trả lời vì thầy bảo phải nhịn nhục là nhẫn là mũ ni che tay hết thì phật phù hộ cho kính để tên là thư khách việt thảo không có trả lời à, vì không có ai hỏi để mà trả lời nhưng mà sau khi nhận được email này việt thảo đọc thì trong lòng có cái suy nghĩ xin được chia sẻ với các bạn đúng hay sai tùy theo suy nghĩ của mỗi người Việt Thảo cũng không cho rằng Việt Thảo là đúng, nhưng mà Việt Thảo nghĩ sao thì Việt Thảo nói như vậy. Có thể suy nghĩ này không đúng với suy nghĩ người khác, xin tha thứ. Cái thứ nhất, chung quanh con hầu như ai cũng muốn chửi con, là tại vì. Tại sao lại sao chửi ha? Tại vì trong cái bài này không thấy chửi. Nhưng mà tại sao chung quanh hầu như ai cũng muốn chửi con? Có thể cái lời nói nó nặng quá không? Chẳng như việc Thảo đi. Nhiều khi có biết thẳng quá mà không đúng ý mình thì giống như người ta chửi mình vậy. Đó là việc sự Thảo suy nghĩ nha. Cho nên chưa biết là chửi cái chỗ nào. Rồi. À. Ý muốn nói là chung quanh người ta hung dữ lắm. Mở miệng ra nói là là giống như là muốn chửi người ta. Rồi thậm chí có Phật tử khoe gia đình tôi đi chùa mấy đời. Nhưng khi ngồi ăn chung tại bữa tiệc tất niên nhà bà con người chủ bổ ra để cam, chủ mời ăn tráng miệng, rồi người kia cản đừng kêu ăn cam, ăn cam xui, rồi con mới giận, mình mới giận, rồi mới nói lại đạo Phật vậy hả? Rồi chùa nào dạy vậy, vậy? Rồi con của mình nói mẹ đừng trả lời, vậy thầy phải bảo nhịn nhục. Nói chung từ nãy giờ Việt Thảo nhận thấy, từ nhân vật trong chuyện, trong cái bức thơ, cho tới bà chủ mời ăn cam, rồi cái người Phật tử ngăn cản đừng ăn cam rồi tới mình cái nhân vật trong thơ hỏi tại sao mà không có 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 hiểu nhân quả đại khái vậy rồi người con lại góp ý vào hầu như tất cả những nhân vật trong bức thơ này đều có cái lý lẽ riêng của mình và đều cho rằng đó là đúng và thấy của người khác là sai không đúng ý mình cho nên mình góp ý nhưng cái góp ý của mình cũng trong đó một cái vẻ hằng học và mang theo một cái sự hiểu biết của mình. Cái người đầu tiên là mời ăn cà. Bà chủ biết rằng hay là cho rằng cam cái ly ngọt mới mời người ta ăn. Chưa chắc. Đối với bà chủ ngọt nhưng mà người khác cho rằng nó không ngọt theo ý mình muốn là chua sao, phải không? Cho nên bà chủ quả quyết rằng đây là cam ngọt phải mời bằng được khách ăn. Rồi cái bà Phật tử thì theo bà từ nhỏ tới lớn bà cứ nghĩ như vậy bà cho rằng toàn cái dân miền tây đó cả miền quê quê ở miền tây đó, là không ai cúng cam à cái câu nói đó thấy ông mình thấy bà đã sai rồi nhưng bà không thấy sai bà không thấy bà sai bà thấy bà đúng à bà cho rằng toàn dân miền tây ai cũng không có cúng cam làm sao bà biết hết toàn dân miền tây không cúng cam cũng có thể có nhà cúng vậy thấy không ngay mình thấy cái việc đầu tiên đó là bà đó đã, đã sai nhưng bà không thấy bà sai và bà chỉ thấy người ta sai thôi Và bà góp ý liền Và bà diện những cái lý do của bà Để bà bác bỏ cái chuyện người ta Nào là Cam là cam chịu khổ lắm xui lắm Nhưng đó là cái đúng của bà Tại vì theo quan điểm của bà từ trước tới giờ Cái trái cây đó Mà nó mang cái tên nào Là mình liên quan tới cái vận mạng Hay đời sống của mình Không ăn cam Tại vì cam chịu cam khổ Cũng như không có trồng cái chanh Hay là đem cây chanh vô trong ngày Tết chanh là chanh chua à hoặc là à, người ta nói là chắc chắn bà này sẽ cúng những trái như mảng cầu trái dừa trái đu đủ rồi trái xoài thì theo bả là cầu dừa đủ xài đại khái vậy đó là cái truyền thống cái phong tục cái văn hóa cái niềm tin mà đối với mình mình cho đó là mê tín gì đó thấy không nhưng đối với bà bà cho rằng đúng mà mà mình ăn cam là bắt cho mình sai và hôm mình ngu quá mày ăn gì là không được mà cái chăm thế thì ở đâu là đúng đối với bà ta là đúng mà mình là sai nhưng đối với mình ăn cam là bình thường thì bà cho đó là sai bà là đúng cho nên mới có sự tranh cãi rồi đến khi mình nói rằng mình 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 thấy bà ấy nói gì là mình giận rồi thấy không con hơi giận tức là đã có giận trong lòng tại sao mình không suy nghĩ rằng à bà cũng có cái lý của bà tại vì có thể bà hiểu tới đó à bà không hiểu hơn nữa con người ta có những cái trình độ văn hóa khác nhau cái sự hiểu biết khác nhau bây giờ bà tới đó mà bây giờ mình kêu bà hiểu hơn bà không hiểu thì tại sao giận bà cho nên chính mình cũng có cái sai trong này tự nhiên mình giận giận rồi cái hỏi lại người ta đạo phật phật dạy 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 vậy hả bà đâu có biết đâu mình cho rằng mình biết đương nhiên đạo phật không có dạy mê tín gì đó nhưng mà mình cho rằng bà mê tín gì đó thành ra mình mới cử đạo phật dạy vậy hả cái câu đó là sốc lắm mà nghe không để để trút cái cơn giận của mình cái bực bội của mình rồi chùa nào dạy vậy à tức là mình còn cho rằng mình là người hiểu giáo lý Phật nhiều mình nói với bà không có chùa nào mà dạy như vậy tại sao bà như vậy thấy không rồi trong này mình còn phán thêm một câu nữa thế nhân quả là gì ba cái câu này chứng minh rằng cái người viết thơ này hiểu nhiều về giáo lý của Phật đạo Phật dạy vậy hả chùa nào dạy vậy nhân quả là gì rồi rồi bà có nghe giảng không à thấy chưa thấy chưa cho nên mình đi nghe thầy giảng nhiều mình hiểu về nhân quả mình hiểu về giáo lý phật mình thấy cái người kia gì mình bực lắm cự liền thì cũng như cái bà mà cản ăn cam đó bà cho rằng cái đời sống kinh nghiệm của bà mấy mươi năm trời nay bà biết rằng là làng, làng thôn bả miền tây của bà vậy cho nên thấy mình cúng kiến gì bà cho rằng sai rồi bà cũng bực lắm phải không nào con của con nó dội can À người con nhảy vào liền Mẹ đừng trả lời Thì kêu mẹ đừng trả lời thôi Người con mới dạy cho một bài học nữa Vì thầy phải bảo nhịn nhục là nhẫn Là mũ ni che tay hết Thì Phật phù hộ cho Khi người nào cũng vậy nha Kể cả người mẹ tới người con Người mời cảng ăn cam cũng vậy Mở miệng ra là kèm theo tất cả những cái đạo lý của Phật để dạy Vì cho rằng mình có nhiều hiểu biết về giáo lý Phật Thấy chưa Như vậy thì tôi xin lỗi ở đây một cái sự góp ý đúng ra nói lên cái suy nghĩ của mình tại sao có cái chuyện bực bội trong lòng là tại vì mình hiểu nhiều mình biết nhiều hơn người khác người khác làm cái chuyện thấy không đúng theo lý của mình nó gọi là nghịch lý thì mình bực mình nói cái bà cản ăn cam cũng vậy theo bả đạo lý là phải đừng ăn cam vì cam là cam chịu nhé rồi bà thấy mình sai vậy bà cũng bực bà cũng cản và bà dạy cho mình một bài học người này thấy người kia không đúng lý mình sửa sai người ta dạy cho người ta một bài học rồi thế thì hai bên không có vui vẻ chút nào mỗi người giữ trong lòng cái bực bội của mình thôi thì mỗi người có một cái trình độ văn hóa cái trình độ hiểu biết cái kiến thức khác nhau tôi nói có người hiện giờ nghe như vừa rồi đến bên Na cũng vậy. Phong á, nó có bảy cái tiệm sushi. Tam Lang Phong tặng cho tôi con dao. Con dao của Na làm kỷ niệm. Tại sao không tặng dao của Nhật? Nó nói ôi dao của Nhật thiếu gì cái Na là đặc biệt anh đến đất nước này tặng cho anh. Thì lập tức quan đại kêu anh phải không được nhận dao. Tại nhận dao là cắt đứt, là chia lìa, là xui đó là theo kinh nghiệm của quan đại. Rồi. Còn sau đó thì tôi nói đâu có gì đâu nhận đi để coi cái túi với phong có cắt đứt không thì lập tức là con nãy kêu thôi bây giờ phải trả tiền một đồng cũng được hai đồng cũng được coi như mình mua cái dao này chứ không phải là tặng bây giờ tặng dao là xui xẻo mà tôi biết ngang hiện giờ tôi nói vấn đề này cả thế giới người việt nam hầu như hết 90% tôi nói cái này tôi lại quá cực đoan nữa làm sao tôi biết nhưng theo dự đoán thôi nhiều người lắm đều tin tưởng một cái dị đoan là nếu tặng dao không được không nên có nhiều người nói rằng chính vì mẹ con tặng giao cho nên mới sâu xé hay là chia tay bạn bè cắt đứt hay là gì đó thật sự có nhiều người đâu có tặng giao đâu cũng cắt đứt vậy cũng chia tay cũng giận nhau vậy phải không nè suy đi nghĩ lại cho kỹ cho nên cái lý lẽ nào đúng hay sai đó là tùy mỗi người cái nhận xét và hoàn cảnh của mình ở đây bà cắt cam ăn mời cam cá ly ngọt cũng đúng cái người nhận cam ăn cũng đúng tại vì họ nghĩ đó là chuyện bình thường Bà Phật tử kia cản đình cho ăn cam vì cam chịu khổ ải. Bà cũng có cái lý do của bà. Bà cho rằng đó là đúng. Mình thấy bà sai mình góp ý. Đâu có chùa nào dạy bà như vậy đâu mà bà làm. Bà tin dĩ đoan. Mình cũng có lý của mình. Rồi người con thấy mẹ nóng nảy mở miệng ra nói người ta. Người con cũng cản mẹ nhưng mà cũng kèm theo đó một cái đạo lý của Phật. Qua cái, cái lá thơ này tôi học được một bài học cũng khá hay và tôi thấy nó nhan nhản xảy ra trong đời sống ai cũng thấy cái lý của mình là đúng và cái phần của người khác là sai bởi vậy cho nên mới có đấu đá nhau phải không nào ok ôi cha ôi cha cái chuyện này hay quá vui quá à nghe thôi được rồi và những cái lời nói của việt thảo có thể việt thảo cho rằng đúng cho nên tôi mới nói và có những người đang nghe việt thảo nói vẫn không hài lòng thì cho rằng đó là sai chỉ có vậy thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng ai đúng ai sai thì các bạn tự giờ nghe mình cũng có cái suy nghĩ riêng của mình xin cảm ơn chứng minh lại lần thứ 406 xin được tiếp tục của toàn võ chú hãy dành chút xíu thời gian nhé để xem nghĩ gì à, cái này đưa cho Dược Thảo coi một cái gì trên mạng đó Thảo không có coi bây giờ cái câu hỏi hello chú có bị người ta lừa gạt chưa không phải về tình yêu mà về tiền bạc công sức buồn và ức chế phải không chú Chú ở USA rác có phân loại như điện thoại pin khô, rác điện tử hay bỏ chung các rác sinh hoạt thank you. Okay. Đại khái ở Mỹ nó cũng phân loại à, cũng có nó gọi là uh, trash tức là rác, recycle tức là những cái giấy lon nhựa những cái mà có thể dùng lại được. Còn một cái là dùng cho cỏ, cây đồ đó, cái thùng màu xanh chẳng hạn. Tức là tất cả đều phân loại mà cái nào à, dùng lại được cứ dùng còn cái nào dục bỏ sẽ dục bỏ đi mà bỏ đi người ta có thể làm phân bón cái gì đó, mình không biết Rồi. Vấn đề chú có bị lừa gạt không phải vì tình yêu mà tiền bạc rồi có buồn và ức chế phải không chú? Có chứ. Chẳng hạn cho tới giờ phút này đang làm chuyện bên lề 406 năm nay 61 tuổi tôi vẫn còn buồn và tôi vẫn còn nghĩ về cái quá khứ mà tôi bị người ta lừa gạt về tiền bạc. Chẳng hạn phòng chuyên âm VTCO chẳng hạn mình làm công thấy bà dưới tay mình có bao nhiêu người dịch phim nhân viên làm việc Ui cha đi làm mc có tiền về hay làm cái chuyện khác có tiền về bao nhiêu là mình trả cho nhân viên làm tới đỗ trả tới đó đàng hoàng mà thì bây giờ bên hãng phim người ta thiếu nợ mình người ta chồng chất uh, tiền thì ảnh hưởng do vấn đề coi phim uh, copy tức là phim sao lại rồi vấn đề trên mạng riết rồi hãng phim cũng bán phim không được cho nên lúc đầu tiền trả một lần người chia làm hai làm ba làm bốn rồi kéo dài hoài thiếu một hai trăm ngàn rồi sau cũng giật Yeah. khi mà phá sản hay là khi đóng cửa chứ là là bắt đầu là có dư vịt luôn cũng buồn vậy rồi bạn bè mượn tiền không trả mình cũng buồn biết bao nhiêu đấy làm bao nhiêu là toàn người ta xài hết rồi cho nên bây giờ vẫn nghèo cho nên cái vấn đề đây cũng là bài học kinh nghiệm để khỏi để khỏi buồn phiền trong vấn đề tiền bạc thì tốt hơn hết không cho mượn tiền ủa mà mình nói như vậy mình không cho người ta mượn tiền rồi lúc mình kẹt người khác cho mình mượn tiền rồi sao đấy cho nên vấn đề này là cả một vấn đề nan giải. Có tiền hay không là một chuyện khác. Cho mượn hay không mà ai mượn là một chuyện khác. Mượn thế nào để người ta trả lời là một chuyện khác. Nhưng mà hầu như hiếm có người trả lại. Vì hầu như kẹt lắm người ta mới đi mượn tiền. Mà mượn tiền xong rồi nó không có trả thì lấy gì trả. Không phải người ta muốn giật mà người ta không có trả mình. Nhé. Yeah. Đó cũng là cái suy nghĩ khi mình mất tiền hoặc là khi người ta mượn tiền không trả để cho mình khỏi buồn phiền, bị ức chế là người ta không có trả mình cho có người ta trả rồi. Ok Chuyển bên lề lần thứ 406 Xin được tiếp tục Chú Thảo giúp con giới Con định cư ở Mỹ của Long Quỳnh Con định cư ở Mỹ này mới được gần 4 tháng à, Con ở San Diego, California Con đang đợi một năm để trở thành công dân thường trú Để có thể vào college free Nhưng con nhớ gia đình con ở Việt Nam Và muốn Tết xuân dày cùng gia đình Và con đang làm để có tiền về chơi Nhưng nếu tới tháng 2 năm 2016 con mới ở đây được 10 tháng và con về Việt Nam xong trở lại Mỹ thì không biết thời gian thường trú nhân có tính lại từ đầu ạ à, hay được tính tiếp tục mong chú đọc và trả lời giúp con, cảm ơn nhiều chú ạ. À. Không cần biết nha. Tháng 2 này về trở lại có được tiếp tục thường trú hay là không, cái đó chú không cần biết, chỉ biết nói với con một điều như thế này. Thứ nhất, đã đi qua đây định cư ở Mỹ gần được 4 mới gần có 4 tháng rồi đang theo học để được trở thành công dân thường trú thường trú là residence trở thành công dân là citizen quốc tịch nó khác bây giờ muốn được cái ý mình muốn đã được định cư Mỹ rồi đang đi học đã không có tiền nữa nha nhớ nhà cái nỗi nhớ đó đó không cấm có quyền nhưng mà không ai ép buộc phải đi về thăm liền trong dịp Tết phải chỉ ngày mặt nói nhan còn ham vui lắm đừng có diện cái cớ nhớ nhà để đi về. Ở bên này, chừng nào cho đủ lông đủ cánh đi. Thường trú nhân rồi, quốc tịch rồi, có tiền có bạc học hành đàng hoàng, lúc đó hãy về. Đó, nếu hỏi ý kiến thì chú khuyên như vậy. Còn nếu cãi lại, làm theo ý cháu thì cứ việc tự nhiên, tự do. Chú không cấm cản, nhưng hỏi thì chú góp ý như vậy. Không tin hỏi hết những người đang nghe chuyện bên lệ đó. Lời góp ý chú đúng không? về Việt Nam thì về tháng 2 cũng được thì nếu về tháng 2 thì sau đó một vài tháng cũng được hay lúc khác cũng được đâu nhất thiết phải về những cái Tết này ai không nhớ nhà nhưng phải nghĩ lại cái hoàn cảnh của mình và cái mục tiêu cái lý tưởng cái mục đích của mình đi tới nữa ok ok chuyện bên lề 406 xin được tiếp tục của công đạt lê con chào chú thảo trước hết con chúc chú thảo và gia đình nhiều sức khỏe con rất thích chương trình của chú chú nói chuyện rất hay con có một chuyện muốn chú cho con lời khuyên. Bạn gái con vừa mới đi định cư bên Mỹ, con với cô ấy yêu nhau cũng đã hơn 2 năm. Bây giờ, cô ấy đi theo gia đình định cư mà con thì vẫn còn ở Việt Nam. Vậy liệu khoảng cách xa như vậy thì chuyện tình cảm của con có còn như trước hay không nữa chú? Con thì vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng không biết liệu cô ấy có còn yêu con nữa không vì không biết chừng nào con được gặp lại cô ấy. Con mong chú cho con lời khuyên là có nên tiếp tục chờ đợi hay là chấm dứt mọi chuyện con mong chú giúp con và cảm ơn chú nếu chú đã đọc thư của con. Chú giữ bí mật địa chỉ của con nha. Con cảm ơn chú một lần nữa. Con xin chào chú và sức Hay quá ha. Giữ bí mật địa chỉ của con nhà để cuối cùng ở may là chú không biết cho biết chú khai ra trước rồi. Ok. Tại sao dỗ giả vậy bạn? Nè. Con mong chú cho con lời khuyên có nên tiếp tục chờ đợi hay là chấm dứt mọi chuyện. Tại sao mà đi bao lâu rồi? bạn gái con vừa mới định cư bên Mỹ à? Là mình mình muốn coi kết quả thế nào để là tiếp tục có chấm dứt. Nên nhớ kỹ nha. Ở gần một bên mất vẫn mất. Ở gần một bên chia tay vẫn chia tay. Đừng nói chuyện đi xa. Cho nên vấn đề tình cảm còn hay mất là do vấn đề giữa hai người đối xử với nhau. Nhưng cái hoàn cảnh, cái điều kiện để chia tay nó nhiều hơn. Bây giờ khác rồi nha. Người ta đi định cư bên Mỹ rồi. Người ta đi học nha. Tiếng Mỹ người ta khác nha người ta quen bạn mới nhiều nha, cái đời sống và đặc biệt là cái suy nghĩ của một người đi ra ở nước ngoài nó thay đổi rất nhiều, nó không còn giống như ở Việt Nam nữa. Chính cái tư tưởng đó làm cho mình có thể xa cách nhau, vì hai người sẽ không còn cảm thấy hợp nhau được. Ngay cái tư tưởng của con đó, người ta mới vừa đi rồi hỏi coi có hợp hay không, tính làm sao, gì 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 đó là cái tư tưởng lỗi thời rồi. Đi thì đi. Mình ở lại mình ở lại, chuyện mình mình làm, mình học người ta cũng vậy. Hai người còn liên lạc, còn thư từ thời buổi này. Facebook, nè Youtube, nè Internet, nè điện thoại cầm tay, nè úi cha, liên lạc dễ quá mà. Nếu thương là thương, không thương thì thôi. Ở đó là chuyện rùi buồn. <laughs> Nghe, không có gì lo hết. Cứ để cổ đi. Rồi, mình đâu có biết nhiều khi mình đi định cư. Nhiều khi ở trong Việt Nam đó, mình lỡ quá ngần, mình gặp người khác, mình quen là bỏ người ta trước. Giờ đừng nói chuyện người ta bỏ mình. Ok. Chuyện tới đâu hay tới đó, cứ là học đi. Tại vì cái hoàn cảnh đưa đẩy thì mỗi người đi mỗi ngã mà. Ok. Chương mới Lê lần thứ 406 xin được tiếp tục. Của Ngáo Ngáo. Con năm nay 22 tuổi chú ạ. À, và con vẫn còn đi học đây chú. Chú giải thích cho con chuyện này. Con biết cha con thương con lắm nhưng không thích cha con ở chỗ. Cái gì cũng không cho con làm. Cái gì cũng cấm. Không cho con làm cái gì theo ý con. Nên con dạy cho con ít nói chuyện với nhau. Nhưng muốn con được làm những gì mà con thích cũng đã giải thích cho cha biết nhưng con vẫn không được làm những gì con thích. Sở thích của con không có vi phạm pháp luật, cũng không đụng chạm tới ai, vì thế thời gian về nhà của con cũng ít dần. Cơ quan con cách nhà ba cây số nhưng con cũng không muốn về. Chú giải thích cho con cảm ơn chú nhiều. Ha ha ha. Bây giờ con thích cái gì? Chú cũng không biết nữa. Nhưng mà tại sao cái gì cha con cũng cấm, ba con cũng cấm, không cho. Con giải thích ba con cũng không nghe. Là tại vì giữa hai cái suy nghĩ của hai người nó bị khác biệt nhau nhiều Chú không tin rằng cha của con Đầu óc tiến bộ đến độ là suy nghĩ mới hoàn toàn Đến độ con lạc hậu, con đi theo cái cũ hoài không phải Mà chú tin một điều rằng Con đã có những cái suy nghĩ mới Và cha con vẫn giữ những cái truyền thống dần qua cũ Muốn con thế này, muốn con thế kia Cái sự đó không bao giờ hòa hợp được nha Không bao giờ hòa hợp, khó lắm cho nên bắt buộc phải có một sự nhường nhịn Thí dụ bây giờ là con gái chú. Thảo Như chẳng hạn 18 tuổi. Đi học lái xe. Lúc 16, 17 tuổi đã đi học. Chú nói bây giờ là kinh nghiệm của chú nha. Để chú dạy cho con nghe. Rồi con gì 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 gì. gì không nghe à. <laughs> muốn tự học à. Rồi đi thi cũng lấy bằng lái được. Nói chung cái chuyện này đó. Phải rõ ràng thì mới nói chuyện được nha. Thôi đằng sau đó viết thơ cho biết rõ hơn. Chi tiết hơn một chút. Con thích cái gì? Bây giờ nói tổng quát là chỉ biết một điều là những điều của con muốn không hợp với những điều của ba con muốn. Nếu con còn nhỏ tuổi thì con phải chấp nhận ở trong gia đình. Con lớn tuổi con có quyền ra ngoài. Con quyết định theo ý con muốn vì con đã trưởng thành. Đó là kể vấn đề lý lẽ. Còn vấn đề tình cảm nó còn giữa cha và con nữa. Ráng mà xử sự cho khéo. Xin cảm ơn. Chuyện Minh Lê 406 à, xin được tiếp tục với một cái bài thơ gửi papa bài thơ của quản đệ ở Santana. Bài thơ một lần thăm nghĩa trang như thế nào? Mời các bạn theo dõi. Tôi tôi thấy bài thơ này thì tôi nghĩ tới vấn đề sư ông tức là cố đại lão hòa thượng thích giác nhiên vừa mới qua đời. Tôi không có muốn bàn luận và không có nói nhiều về vấn đề này. Chuyện đó chuyện của giáo hội, chuyện của các Phật tử. Tôi chỉ là người có cái cơ duyên là giờ vào, vào vào phút cuối cùng của hòa thượng trước khi nhắm mắt lìa đời thì tôi có cái cơ duyên ở kế bên được nắm tay và được gãi đầu cho ngài lúc đó ngài còn biết và nói gãi đầu gãi đầu để cho tôi gãi đầu rồi sau đó thì mất đi vào lúc 10 giờ 32 phút đêm ngày 3 tháng 8 năm 2015 ở tại California. À, không biết ngài đúng không Tôi nhớ vậy Thì hiện giờ tôi cũng còn giữ một số hình ảnh tài liệu uh, Thu hình của ngài uh, Trong lúc qua đời đó um, Chắc có lẽ để sau này Làm tài liệu cho giáo hội Ok à, Chuyện bên lề lần thứ 406 Gửi Papa bài thơ Mời các bạn cùng uh, nghe Trước khi chúng ta chấm dứt Chuyện bên lề lần thứ 406 Mỗi lần thăm Nghĩa Trang Tim chợt buồn mang mát thấp cho bạn nén nhang, chạnh lòng nghe thông hát. Đường đời như khúc nhạc nghĩa trang nốt cuối cùng, đời người khi thôi hát về nằm dưới gốc thông. Vũ trụ thì mênh mông, tiếc đời người hữu hạn mới có rồi bỗng không. Một đời sao quá ngắn. Sống nhà cao cửa rộng, chết nằm trong đất cằn. Sống kẻ khinh người trọng, chết đất hóa công bằng. Thôi cần gì bon chen, cốt sống sao lương thiện ở đời cần tình thương, lợi danh là phù phiếm. Ra về lòng sao xuyến, thương bạn, nước mắt tràn, thấy lòng thêm thánh thiện khi chân rời nghĩa trang. Chuyện bên lại lần thứ 406 đến đây tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng lần tới là những chuyện bên lề nói về những chùa sinh hoạt người Việt Nam tại Na Uy, tức là một trong những quốc gia ở miền bắc âu. Thank you and I love you.